Tại phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phần chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến trách nhiệm của Bộ Tư pháp đã được tập trung thảo luận. Các nội dung chính bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Các vấn đề thảo luận còn liên quan đến năng lực, hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long, đã tham gia trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ. Các quan chức khác tham gia trả lời chất vấn bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các Bộ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cuộc thảo luận xoay quanh những vấn đề quan trọng và có liên quan đến quyền lực và xây dựng luật pháp của Bộ Tư pháp.